Hello, Hashley, mọi người, Gia đình. Mấy giờ về? Mấy giờ về? Bây giờ không biết. Mình không biết. Để một tí. Vì lúc phun bồi. Lúc phun bồi à? Đúng. Tắt cam đi một lúc nhá. Nhá. Đi vào link anh em ơi. Shopping mọi người nha. Shopping đi bali. Là cái gì? Cơm cháy, thịt lợn. Thịt lợn? Anh Đạt không ăn. Tại sao không ăn? Ngon. Bị đau mồm, hiểu không? Cái gì? Đau mồm, không ăn. Tại sao được? Hả? Ăn. Không thích. Bấm đi, đi. Đi. Gần sinh gái. Đâu? Sinh gái. Có người yêu chưa? Vi ơi. Gần có chồng chưa? Look good nè. Look, ok. Hả? Hả? Là cái gì? Để một tí nha. Anh em ơi, ngầm gái đừng quên bấm tay tỏ hàng nhé. Tay tỏ hàng nhé. Nói chung là một người đàn ông uy tín thôi, không bao giờ biết nhìn gái. Nói thế nào nhanh. Gần xinh gái không? Không. Không, Phi. Phi không xinh à? Gần cái gì à, khổ quá. Ôi dạ, cái gì? Làm một chút. Phi ơi. Dạ. Làm thế nào xem. Cái gì? Không xem live à? Cái gì? Anh nói cái gì? Zoom anh Đạt không xem live. Để một tí thì bye bye anh Đạt invite nha. Làm thế nào? Đã già rồi. Đâu? Sao? Xem một chút. Không. Làm thế nào? No. Làm thế nào? Đi. Dạ. Làm thế nào? Không biết. Up zoom. Up zoom. Để một tí. Up zoom không thế nào nữa. Up. Up zoom. Mất luôn. No. Video đâu? Video còn ai đâu mà mời như Mickey. Alo. Tại sao một chút? Không biết. Zoom anh Đạt không có thể. Không xem đi à? Yeah, anh Đạt không baby. Anh Đạt đã già rồi. Tại sao anh Đạt look gần nhiều à? Đâu? Đâu? Gần đâu? Đâu? Ai biết đấy đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Những cái bao giờ? Vờ vả vẩn vơ. Hôm nay anh Đạt full money không? Hả? Hôm nay anh Đạt full money không? Không có cái nịt thôi. Không được, nhá. Anh Đạt nha. Đi đây ngủ này. Không ngủ anh Đạt nha. Đi ngủ khâu tơ. Hả? Còn kem nữa ta. Không ngủ nha anh Đạt. Đi ngủ ở đâu? Khâu tơ. Không có tiền thì ra hơn ra khách sạn ngủ, tiền ở đâu ra mà trả tiền khách sạn. Đi ơi. 800 đơn.
800 single. 800 đơn đặt hàng đã được bán. 800 pesanan sudah terjual. Okay, good. Đi ngủ nha. Đi ngủ nhà anh đắt nha. À, thế là được ngủ nhà rồi. Tưởng bắt ra khách sạn ngủ đấy. Bấm tay cửa hàng nha mọi người. Anh ơi, ơi. Anh ăn cái gì? Đùi gà. À, thịt lợn à? Không, chicken. Thịt lợn. Lợn ở đâu ra? À? Đây mà thịt lợn à, lúc. Dạ, thịt lợn một chút. Không có. Có. Ừ, không có. Có. Vô, phát chết. Không có. Có. Mệt thế. Tại sao không ăn? Không ăn cái gì? Thịt lợn. Không thích. Không thì... Này, Vy ơi, ăn khoai lang không? To lắm. Này. Không. Ngon. Hả? Ăn khoai lang không? Ngon lắm. Không ngon. Ngon, khoai lang to thế này, không ăn khí của. Khoai lang một chút. Một chút. Khoai lang ở đâu? Khoai lang ở đâu? Khoai lang đây. Ở đâu á? Tí trong súp. Khoai lang tí trong súp à? Ngon. Giờ có đặt gì là đẹp trời hết đẹp trời. Nó ra rõ. Nó điều hiển nhiên rồi, cái điều đấy thì ai biết. Chán ơi. Chán ơi. Chán ơi. Vì nghe anh hát không? Không. Không hả? À? Nghe. Bài gì? Hát cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ à? Ừ. Dạ. Bấm mọi người ơi. Không. Hát à? Xin lỗi vợ. Làm gì có bài xin lỗi vợ? Xin lỗi vợ, hát nha. Xin lỗi vợ nhá. Này xin lỗi vợ ơi. Xin lỗi này, vợ. Này xin lỗi vợ ơi. Nhá. Không, có bài xin lỗi vợ, xin lỗi vợ. Có. Xin lỗi vợ nhá. Dạ. Đưa các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Không phải là khoảng cách từ